Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Nguyễn Công PC. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em, đấy chính là ba chiếc bàn phím cơ đến từ một cái thương hiệu mà mình nghĩ là chúng ta sẽ gần như là chưa nghe qua về cái thương hiệu này. Cụ thể hơn thì đây sẽ là những chiếc bàn phím cơ đến từ Damosac, một cái thương hiệu mới du nhập vào thị trường Việt Nam của chúng ta ở trong thời gian vừa rồi. Vậy nên thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới dành cho các bạn về những chiếc bàn phím cơ, cụ thể hơn sẽ là Damosac K5, để xem là người dùng chúng ta có nên quan tâm hoặc có thể lựa chọn em nó ở trong cái thời gian sắp tới hay là không. Thì mình xin mời các bạn chúng ta theo dõi ngay sau đoạn intro này nhé. Rồi, và cái phiên bản Damosac K5 này thì nó sẽ có tổng cộng đấy chính là 3 phiên bản, nhưng mà mình sẽ nói qua một chút về cái nhà sản xuất này. Cụ thể hơn thì Damosac nó là một cái thương hiệu con của Motorspeed. Motorspeed thì chắc hẳn là chúng ta đã quá quen thuộc về cái thương hiệu này rồi, bởi vì nó gần như là phủ rất là nhiều ở những cái hàng quán net. Chúng ta có chuột gaming của Motorspeed, rồi bàn phím cơ hay là tai nghe gaming của nó nữa. Nhưng mà Damosac thì nó là một cái thương hiệu con, và dòng sản phẩm của nó thì nó cũng cao cấp hơn khi mà chúng ta có được những chiếc bàn phím cơ với mức giá tiền cao hơn khoảng 3 triệu hoặc là 10 triệu cũng có. Với ba cái phiên bản mà mình đã và đang có trên tay đây thì nó sẽ được phân cấp ra những cái mức giá khác nhau. Phiên bản rẻ nhất thì nó sẽ dao động trong khoảng là từ 2,5 triệu đến 2,6 triệu, còn cái mức giá cao nhất dành cho phiên bản này thì nó cũng sẽ là 3,6 triệu để cho chúng ta có thể sở hữu. Thì cái phiên bản mà mình sẽ mở ra cho các bạn chúng ta xem qua ở đây, đầu tiên sẽ là cái phiên bản Whoop Racing. Cái phiên bản này là phiên bản gần như là đắt nhất, mức giá của nó là khoảng 3,6 triệu. Đầu tiên là ở bên trong hộp phụ kiện thì các bạn sẽ có được, đấy chính là nhân vật chính của chúng ta thì nó sẽ được bọc ở bên trong một cái túi ni lông và một cái phần nhựa đây nữa này. Chúng ta có thêm được những cái phần dây kết nối, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có một đầu đấy chính là USB Type-C, to USB-A, và các bạn cũng sẽ có thêm một cái đầu chống nhiễu. Và hai cái đầu này thì nó cũng được mạ vàng để giúp cho cái phần kết nối của chúng ta trong quá trình khi mà sử dụng nó sẽ tốt hơn. Các bạn cũng sẽ có thêm một cái hub chuyển đổi từ USB-A ra USB Type-C nữa. Đấy là về cái phần kết nối ở bên trong chiếc bàn phím cơ này, những cái phụ kiện đi kèm. Nhân vật chính của chúng ta thì nó sẽ được nằm ở bên trong một cái túi ni lông như thế này, thì lát nữa mình sẽ mở ra. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cái keyboard và một cái switch, cái nhổ switch lên nữa, bởi vì đây sẽ là một chiếc bàn phím cơ nó sử dụng hot swap. Đó là tất cả những cái phụ kiện bên trong. Nhìn chung thì về cái phần đóng hộp của Damosac K5 nó cũng được làm một cách khá là tỉ mỉ và chi tiết. Mình sẽ mở luôn hai chiếc bàn phím cơ còn lại, nhưng mà để không làm mất thời gian của anh em nữa thì chúng ta sẽ qua cái đoạn mà mình đã mở xong rồi nhé. Rồi, mình đã vừa unbox ra cho chúng ta ba chiếc bàn phím cơ ở đây, thì mình sẽ đi qua từng cái phiên bản để giới thiệu đến cho anh em. Cái phiên bản rẻ nhất sẽ là phiên bản Black Red, thì nó sẽ được sử dụng cái switch là Gateron, mức giá của nó là khoảng 2,6 triệu. Rồi đến phiên bản Good Racing mình đã vừa unbox ra cho anh em, mức giá của nó sẽ là 3,6 triệu. Và cái phiên bản cuối cùng mức giá của nó cũng là 3,6 triệu, đấy chính là phiên bản Black Light Luxury Vision. Đấy là cái phiên bản như thế này. Phiên bản này thì cái vỏ của nó thì nó cũng sẽ là một cái vỏ cây trong, để các bạn có thể nhìn xuyên ở bên trong, thấy bảng mạch, thấy pin và những cái phụ kiện còn lại. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có thêm nữa, đấy chính là ở cái phần mặt sau này, các bạn sẽ có thêm một cái USB receiver với băng tần là 2.4 GHz để có thể kết nối. Đó là về ba cái phiên bản này. Thì mình sẽ đi sâu vào từng cái phiên bản để có thể giới thiệu đến cho anh em. Đầu tiên là với phiên bản Black Red, phiên bản này thì như mình đã có nói rồi, mức giá của nó sẽ là dễ chịu nhất. Nó được sử dụng cái switch để chính là Gateron. Và cái switch này thì cái điểm mà mình rất là ấn tượng để chính là nhà sản xuất này họ đã hoàn toàn lúp sẵn ở trên đây để giúp cho các bạn chúng ta có được một cái cảm giác trong quá trình khi mà gõ nó tốt hơn hẳn so với việc là chúng ta sử dụng những cái bàn phím cơ có switch Gateron mà chúng ta mua về nó chưa được lúp. Đấy là một cái điểm mà mình đánh giá khá cao. Tuy nhiên thì có vẻ như là cái phần lúp này thì nó không được chuyên nghiệp cho lắm, khi mà cái hiện tượng đấy chính là dầu lúp thì nó cũng đã bị tràn lên cái phần tiếp xúc giữa keycap và switch. Vậy nên thì cái việc mà mình nhổ switch ra thì nó sẽ khá là dễ, còn một số phím thì nó lại bám rất là chắc. Cái điều này thì mình nghĩ là chúng ta nên thay switch, hoặc là ở những cái phiên bản khi mà được bán ra ấy, thì các bạn có thể chịu khó đấy chính là chúng ta vệ sinh cái phần chân kết nối với keycap ở trên chiếc bàn phím này, thì nó sẽ đem đến chúng ta có được một cái trải nghiệm tốt hơn. Về mặt keycap thì nó được sử dụng đây đấy chính là keycap PVT Double Shot. Về cái chất liệu hoàn thiện của nó thì nó ở mức dày gọi là tương đối mà thôi, nhưng mà cái tông màu đỏ và đen khi mà nó kết hợp lại với nhau thì mình thấy là nó nhìn cũng trông khá là đẹp. Đặc biệt thì chúng ta cũng sẽ có thêm đấy chính là LED RGB với cái khả năng hiển thị lên tới đấy chính là 16,8 triệu màu, và các bạn sẽ có rất là nhiều những cái chế độ LED khác nhau. Mình sẽ demo ra cho các bạn xem qua một vài những cái chế độ ở đây. Ngoài việc mà nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh những cái chế độ LED ở bên trong chiếc bàn phím cơ này ra, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tùy biến nó thông qua một cái ứng dụng đến từ Damosac. Các bạn có thể tải ngay cái đường link mình sẽ để sẵn ngay bên dưới phần mô tả đến cho anh em.
Về cái chất liệu hoàn thiện ở trên chiếc bàn phím cơ này thì nó chủ yếu được hoàn thiện từ chất liệu, để chính là chất liệu nhựa. Và cái chất lượng build của nó thì mình đánh giá là nó ở mức gọi là vừa phải. Nó vẫn sẽ gây nên một số những cái tình trạng, để chính là ọp ẹp. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như chúng ta muốn có được một cái cảm giác gõ tốt nhất và nó chắc hơn thì mình khuyên là chúng ta nên độ lại một chút, để cho cái cảm giác gõ ở trên chiếc bàn phím này nó sẽ là ngon hơn so với lại cái phiên bản mặc định khi mà chúng ta mua từ nhà sản xuất này. Đến với lại những cái phiên bản còn lại có mức giá tiền cao hơn thì thực ra thì về bản chất thì về mặt thiết kế tổng thể ở bên ngoài thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Cái sự khác biệt duy nhất của nó sẽ chỉ đến đấy chính là về cái mặt keycap và cái phần switch mà thôi. Về mặt keycap của con Goop Racing này thì nó cũng được làm rất là đẹp và nó được lấy cảm hứng từ một cái giải đua. Các bạn sẽ có được những cái phím, chẳng hạn như là phím Enter này, thì nó cũng sẽ có được những cái icon riêng, hay là phím Function rồi phím Control. Nó cũng tương tự như vậy. Nhìn chung thì đây sẽ là cái phiên bản mà đối với bản thân mình là mình sẽ thích nhất, bởi vì nó là màu trắng, và đặc biệt đấy chính là cái màu trắng này thì nó cũng không bị trắng, gọi là trắng bạch quá như là những cái phiên bản khác. Đấy, nó sẽ là kiểu màu trắng sữa, và cái chất liệu nhựa hoàn thiện lên trên bàn phím cơ này, cảm giác sờ vào thì nó cũng thích tay, nó không gây nên cái hiện tượng là bị quá là tẩu như là những chiếc bàn phím cơ khác. Đến với cái phiên bản cuối cùng, đấy chính là Blackline Luxury này, thì phiên bản này thì nó cũng có một cái chất liệu keycap thì nó cũng sẽ là PPT đai sắp đấy. Còn về mặt thông số các thứ thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nhưng mà cái điểm khác biệt của nó thì nó sẽ là một chiếc bàn phím cơ có cái vỏ case thì nó được làm trong suốt như thế này. Các bạn có thể xem qua được cái phần bảng mạch, phần pin ở bên trong chiếc bàn phím cơ này. Còn lại thì nó hoàn toàn tương tự như vậy. Đấy là về sơ qua, đấy chính là về mặt thông số cũng như là về phần ngoại hình của con Damosac K5. Mình sẽ nói qua một chút, đấy chính là về cái phần blade. Phần blade của con này thì nó cũng thực sự đem đến cho mình một cái điều khá là lăn tăn ở trong cái mức giá là khoảng 3.6 triệu, khi mà nó sẽ chỉ được sử dụng một cái blade được làm bằng nhôm mà thôi. Nhưng mà ở phía dưới thì nhà sản xuất này họ cũng đã có lót sẵn trong ta một cái form để giúp cho chiếc bàn phím cơ này nó có được một cái khả năng gõ nó là ngon hơn. Nhưng mà mình đánh giá là chúng ta nên độ thêm một cái phần gọi là phần form ở phía đáy nữa để cho nó chắc hơn, bởi vì bản chất thì nó vẫn sẽ hơi bị ọp ẹp một chút đối với bản thân mình. Do đây đều là những chiếc bàn phím cơ nó có hot swap và các bạn cũng hoàn toàn có thể dễ dàng thay đổi được những cái switch. Vậy nên thì với những em nào chúng ta mới bắt đầu tập chơi những chiếc bàn phím cơ custom thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cái sự lựa chọn để các bạn có thể mua về. Chúng ta không thích những các loại switch như là TDC ở đây hay là Gateron thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi những cái switch để cho nó có được một cảm giác gõ nó tốt nhất đối với bản thân của các bạn. Về cái phần kết nối thì nó cũng sẽ được kết nối với một cái phần dây như mình đã có giới thiệu ở trong mặt phụ kiện rồi. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ thêm cho chúng ta, để chính là việc kết nối thông qua USB receiver. Dung lượng pin con này sẽ là 2500 mAh. Mình có sử dụng qua thì mình thấy là cái thời lượng pin nó cũng đem đến chúng ta một cái thời gian sử dụng nó cũng tương đối là ấn tượng đối với bản thân mình. Khi mà tắt led đi nữa thì mình tin là nó hoàn toàn có thể sử dụng được trong khoảng, đấy chính là khoảng 1 cho tới 2 tuần, mà các bạn không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề đấy chính là thời lượng pin ở trên chiếc bàn phím cơ như thế này. Như mình đã có nói, đấy chính là về cái sự khác biệt của cả hai chiếc bàn phím cơ này thì nó sẽ đến chủ yếu sẽ là về phần switch. Thì với phiên bản có mức giá rẻ tiền nhất đây chính là phiên bản Black Red, nó được sử dụng Gateron, thì mình sẽ demo thử cho các bạn nghe qua cái âm thanh ở đây. Gateron ở đây thì nó sẽ là phiên bản Brown Switch. Đấy, các bạn có thể nghe qua về cái sound test của chúng mình với phiên bản này. Còn lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách kỹ càng hơn về một cái phiên bản đấy chính là TTC Switch. Nó có một vài những cái điểm khá là hay ho mà chúng ta có thể nên quan tâm. Với phiên bản Goop Racing này thì nó được sử dụng ở đây, để chính là cái Switch TTC. Cụ thể hơn thì nó có tên để chính là TTC Mule Race Acid 3. Đấy,
Có nghĩa là cái âm thanh khi mà chúng ta gõ ở trên cái switch này thì gần như là nó sẽ không gọi là phát ra so với việc mà chúng ta gõ ở trên những chiếc bàn phím cơ được sử dụng cái switch, chẳng hạn như là Gateron hay là Kill rồi chúng ta có Cherry nữa. Đấy, cái cảm giác khi mà mình gõ thì gần như là nó sẽ không phát ra tiếng động. Vậy nên thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn dành cho những anh em nào chúng ta muốn có được một chiếc bàn phím cơ mà nó đem đến cho ta một cái trải nghiệm hoàn toàn giống so với lại những chiếc bàn phím cơ khác, nhưng mà nó sẽ không phát ra âm thanh, để tránh cái trường hợp là chúng ta làm phiền người thân hoặc là bạn bè của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng vào những cái giờ mà bạn bè hoặc là người thân của chúng ta đã đi ngủ rồi. Thì mình thấy cái phiên bản này nó sẽ là một cái sự lựa chọn khá là tốt để cho chúng ta có thể sử dụng. Như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ đến dành cho anh em về ba cái phiên bản Damosa K5 với từng phân khúc và mức giá khác nhau. Như các bạn có thể thấy, đấy chính là nó là một chiếc bàn phím cơ. Mình thấy là nó có rất là nhiều những cái ưu điểm, chẳng hạn như chúng ta có được một cái thiết kế cực kỳ là bắt mắt này, về phần keycap của nó cũng được in lên đây tương đối độc lạ, đặc biệt là về cái phần switch. Đây là một trong những cái loại switch mà mình thấy là rất ít những chiếc bàn phím cơ khác ở trên thị trường đang sử dụng cái loại switch này. Thế nên thì nó cũng khá là đáng để cho chúng ta có thể trải nghiệm. Và bên cạnh đó nữa thì nó cũng có một vài điểm để giúp cho các bạn có thể mới tập chơi bàn phím cơ custom, các bạn có thể nên mua để có thể độ lại cho nó ngon hơn. Nhưng mà theo như mình thấy thì nó còn có một vài những cái điểm trừ, chẳng hạn như là về phần blade của nó chỉ được hoàn thiện từ chất liệu để chỉ là nhôm mà thôi. Hy vọng thì trong những cái phiên bản tiếp theo thì Damosac họ có thể cải thiện cho nó ngon hơn, đem đến cho người dùng chúng ta có được một trải nghiệm tốt hơn và có thể có được nhiều fan tại trường Việt Nam của chúng ta. Ý kiến của anh em như thế nào về ba chiếc bàn phím cơ này, các bạn đừng quên là hãy comment lại ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết về nhá. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video từ đầu cho tới bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.